Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo 389 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Họp ban tổ chức hội thi dân vận khéo tỉnh năm 2024. Nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã tiếp sức đồng hành cùng hội viên nông dân thành phố Lai Châu vươn lên làm giàu. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 8 tháng 8, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu tham dự hội nghị. Thời gian qua, Ban chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo và quán triệt, yêu cầu các đơn vị, lực lượng thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình địa bàn, đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện. Tại tỉnh Lai Châu, các sở ban ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai và thực hiện tốt công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nội dung kiểm tra khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đối tượng kiểm tra được mở rộng, đi sâu thanh tra kiểm tra một số lĩnh vực mới như là thương mại điện tử, vi phạm sở hữu trí tuệ. Các mặt hàng lĩnh vực dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, các mặt hàng có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, các sở ngành, lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, phát hiện hơn 1.000 vụ buôn lậu gian lận thương mại, trong đó xử phạt hành chính 510 vụ, xử lý hình sự 529 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế và bán thanh lý hàng tịch thu là hơn 3,486 tỷ đồng. Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng, các đơn vị thực hiện tốt 7 nhiệm vụ gồm: các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt các giải pháp về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là nêu cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan đơn vị; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, các cấp trong thực thi nhiệm vụ, cung cấp thông tin, tăng cường kiểm tra giám sát, từ đó phát hiện lỗ hổng, sai sót, tăng cường thực thi đạo đức công vụ, thường xuyên tập huấn bổ sung năng lực làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin để đối phó với các vi phạm, thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có các giải pháp tốt hơn trong thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Vào chiều ngày 8 tháng 8, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Hội thi Dân vận khéo tỉnh đã chủ trì họp Ban Tổ chức Hội thi Dân vận khéo tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu năm 2024 để thống nhất phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Hội thi, quy chế hội thi và một số nội dung khác. Đến ngày 7 tháng 8 năm 2024, toàn tỉnh có 106 trên 106 xã, phường, thị trấn hoàn thành hội thi cấp cơ sở. 6 trên 8 huyện và đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hoàn thành hội thi cấp huyện với tổng số 856 đội thi, trên 7.100 thí sinh dự thi. Theo đánh giá, các đội dự thi đã chuẩn bị công phu, chu đáo 3 phần thi, tập trung giới thiệu khái quát về kết quả, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác dân vận trong xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở dưới hình thức sân khấu hóa, kết hợp sử dụng các phương tiện trực quan, hình ảnh, pano, khẩu hiệu. Tuy nhiên, một số đội thi chất lượng dự thi chưa cao, nội dung tiểu phẩm chưa thật sự phong phú, chủ yếu phản ánh một số hủ tục, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, mê tín dị đoan và tập trung vào một số dân tộc Mông, Dao, Thái. Hội thi dân vận khéo cấp tỉnh dự kiến được tổ chức trong tháng 10 năm 2024, gồm 12 chi đảng bộ trực thuộc tham gia dự thi. Cuộc họp đã thống nhất thành lập ban tổ chức, ban giám khảo hội thi, tổ soạn thảo câu hỏi, đáp án của hội thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời thống nhất quy chế, thể lệ của hội thi. Theo đó, hội thi gồm 3 phần thi, trao hỏi, kiến thức và tiểu phẩm, với tổng điểm là 100 điểm. Cơ cấu giải thưởng gồm 12 giải chính và 5 giải phụ, trong đó có một giải nhất trị giá 10 triệu đồng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Mạnh Hà,
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi, đề nghị Ban Tổ chức, Ban giám khảo hội thi thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Các cơ quan đơn vị tập trung tuyên truyền về hội thi bằng các hình thức phù hợp trên cơ sở bám sát nội dung chủ trương nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030. Thực hiện tổ chức livestream trực tiếp hội thi để tạo sức lan tỏa rộng rãi trong đồng bào dân tộc. Đặc biệt, chú trọng soạn thảo hệ thống câu hỏi, đáp án, phương án chấm điểm và thang điểm của hội thi phù hợp sát với tiêu chí, đúng chủ trương và đa dạng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Sìn Hồ tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người có liên quan tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại buổi tập huấn, 120 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người có liên quan tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã Hồng Thu, Tả Phìn, Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ đã được giới thiệu phổ biến những quy định cụ thể của luật trợ giúp pháp lý, hướng dẫn thủ tục và các loại giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, các quyền và nghĩa vụ của người dân khi được trợ giúp pháp lý, cùng với các tình huống, ví dụ cụ thể sinh động. Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho người có uy tín trong cộng đồng, biết về chính sách trợ giúp pháp lý, từ đó giúp lan tỏa những kiến thức này đến với cộng đồng dân cư và góp phần đưa chính sách trợ giúp pháp lý tới gần hơn nữa với người dân tại địa phương. Cùng với đó kịp thời giới thiệu người dân tới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu khi có vướng mắc và tranh chấp pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên nông dân, các cấp Hội Nông dân thành phố Lai Châu đã có nhiều hoạt động thiết thực, trong đó Quỹ hỗ trợ nông dân là một trong những nguồn tín dụng trở thành điểm tựa vững chắc giúp cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn vay này, thì nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã xây dựng được các mô hình kinh tế, phát triển ngành nghề, vươn lên ổn định cuộc sống và có những đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trước đây, gia đình anh Chu Văn Tính ở bản Phan Lìn, xã San Thàng, chăn nuôi nhỏ lẻ, không đem lại hiệu quả kinh tế. Khi được tiếp cận Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố và các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình anh đã đầu tư mô hình trang trại quy mô gần 1 hectare để chăn nuôi lợn, gà, thương phẩm và ao cá. Nhờ đó, hàng năm gia đình anh có thu nhập ổn định, cải thiện đáng kể cho đời sống. Được sự tạo điều kiện từ các cái nguồn vốn của Hội Nông dân này thì em có vay thêm về để phát triển kinh tế, thứ nhất là về chăn nuôi con cá, cộng với đó là nhà em cũng có nuôi cả con lợn, con gà. Quy mô đối với con cá thì hiện tại là diện tích ao rơi khoảng tầm 2.000 m, con gà thì em nuôi khoảng 3.000 con, lợn thì cũng khoảng 200 con, mang lại cái nguồn thu ổn định cho công việc của gia đình. Đến nay, toàn thành phố có 154 lượt hộ được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với tổng số 21 dự án, với số tiền gần 9 tỷ đồng. Sau khi nguồn vốn được giải ngân, các hội viên đều đầu tư sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Nguồn vốn đã hỗ trợ xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình kinh tế mang lại giá trị cao, tiêu biểu như chi hội nghề nghiệp thêu dệt thổ cẩm, xã Sùng Phài, chi hội nghề nghiệp chăn nuôi thủy sản xã San Thàng, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh phường Quyết Thắng. Trong những năm qua thì Hội Nông dân phường cũng phối hợp với Hội Nông dân thành phố giải ngân được 4 dự án với số tiền là 1 tỷ 450 triệu đồng. Sau khi giải ngân thì Hội Nông dân phường cũng đã đi kiểm tra và đồng thời cũng hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và cũng hướng dẫn cho hộ vay cách chăm sóc cây cũng như là chăm sóc đàn gia súc, gia cầm. Thông qua cái dự án này thì các hội viên cũng nâng cao được kinh tế. Hiện nay tôi cũng đang cần cái nguồn vốn thêm để tiếp tục phát triển đàn trâu sinh sản để cho cuộc sống gia đình sau này nó ổn định hơn. Tôi sẽ vay 100 triệu để về tôi mới mua được nhiều con hơn thì nhanh phát triển hơn. Không vay ít quá thì cũng không bó để đầu tư vào chăm sóc. Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân thành phố thực hiện tốt các khâu từ lựa chọn mô hình đầu tư, hộ vay, thẩm định dự án và giải ngân cho vay, kết hợp tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện dự án tại cơ sở, đặc biệt là phân cấp phân quyền, giao trách nhiệm cho hội cấp dưới và các cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Như vậy, hầu hết các hội viên đều vay vốn sử dụng đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả đồng vốn.
Từ các dự án vay vốn, các cấp hội đã hướng dẫn thành lập được 4 chi hội, 5 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 9 tổ hợp tác nông dân các xã phường, thu hút hơn 210 thành viên tham gia. Qua quá trình chúng tôi đi khảo sát, nắm tình hình, thì chúng tôi cho vay với đối tượng là hộ nông dân trung bình, khá và cũng có thể là giàu, bởi vì cái này là hỗ trợ để cho nông dân phát triển kinh tế. Còn đối với một số hộ mà có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi lại chuyển sang cho vay cái dự án cho vay ngân hàng chính sách xã hội, không vay quỹ hỗ trợ nông dân, thì cái hiệu quả thì cũng rất là tích cực và tăng thu nhập cho hội viên nông dân trong thời gian qua. Cùng với các kênh hỗ trợ khác, nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã tiếp sức đồng hành cùng hội viên nông dân thành phố vươn lên làm giàu chính đáng. Năm 2023, toàn thành phố có hơn 800 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, góp sức làm chuyển biến bộ mặt nông nghiệp, nông thôn ở địa phương. Nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện chương trình điều tra, thu thập thông tin, tình hình phát triển kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số ở địa bàn tỉnh Lai Châu, hiện nay thì Chi cục Thống kê khu vực thành phố Lai Châu, Tam Đường đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện công tác điều tra, tăng cường giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả thông tin thu thập. Mặc dù đang khá bận rộn với công việc thu hái chè, nhưng gia đình chị Tào Thị Sỏ, dân tộc Lự, bản Nà Khum, xã Bản Hòn vẫn bố trí thời gian ở nhà để phối hợp với điều tra viên đến thu thập thông tin về đời sống kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số và cung cấp thông tin cho các điều tra viên, với mong muốn là thông tin của gia đình mình sẽ là nền tảng để Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chính sách phù hợp dành cho các dân tộc thiểu số ngày một phát triển toàn diện hơn. Hôm nay có các anh chị điều tra viên đến điều tra về đời sống cũng như kinh tế của người dân ở đây thì đến gia đình tôi thì tôi cũng đã phối hợp và cung cấp thông tin đầy đủ để cho các anh chị điều tra và mong rằng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Lự của chúng tôi ạ. Cuộc điều tra thu thập thông tin bắt đầu tiến hành từ ngày 1 tháng 7 cho đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2024. Để cuộc điều tra đã yêu cầu đề ra, ngay sau khi có chỉ đạo, kế hoạch triển khai của Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê khu vực Lai Châu Tam Đường đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến dưới nhiều hình thức như là băng rôn, khẩu hiệu. Lựa chọn điều tra viên là cán bộ, giáo viên, người thông thuộc, nắm chắc địa bàn, đồng thời tổ chức tập huấn cho các điều tra viên nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác điều tra. Chi cục Thống kê khu vực Lai Châu Tam Đường đã mở 3 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, đồng thời phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để chính quyền cơ sở và người dân nắm, hiểu rõ và phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các điều tra viên. Trong quá trình thực hiện thì bám sát với kế hoạch của Trung ương và tỉnh, thì trên địa bàn huyện chúng tôi cũng ban hành một kế hoạch điều tra. Thì đối với trong công tác điều tra thì ban đầu là về công tác lập bảng kê, ban đầu chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn vì là thời điểm lập bảng kê đấy là vào cái thời điểm bà con thu mua vụ mùa. Do đó là cái việc mà điều tra viên kết hợp với trưởng bản đi xuống gặp hộ cũng rất khó khăn. Thứ hai, trong quá trình điều tra thì chúng tôi khi mà tiếp cận hộ thì cũng gặp rất nhiều khó khăn vì là vào thời điểm thứ nhất là mưa nhiều, thứ hai nữa là bà con nhân dân cũng đi làm, do đó là điều tra viên khi tiếp cận hộ là thường phải tiếp cận vào chiều tối muộn hoặc tối, thực ra cũng rất là gặp khó khăn. Với hai là trong quá trình xuống địa bàn thì cũng có nhiều hộ có thể là có những cái đối tượng điều tra là người ta không nắm hết được thông tin của hộ, do đó là điều tra viên vẫn phải quay lại hộ rất nhiều lần để thu thập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Đối với địa bàn của huyện Tam Đường có 46 địa bàn trên 13 xã thị trấn với 1.954 hộ được lựa chọn điều tra. Theo đó, Chi cục Thống kê khu vực đã tuyển chọn 46 điều tra viên phụ trách địa bàn và đều phải có điện thoại thông minh, biết sử dụng thành thạo công nghệ và là những cán bộ công chức xã, sinh viên, giáo viên đang nghỉ hè để thực hiện điều tra thu thập thông tin. Với lượng thu thập thông tin khá lớn liên quan đến đời sống kinh tế của hộ gia đình như số lượng nhân khẩu, tình trạng giáo dục, di cư, hôn nhân, sử dụng bảo hiểm y tế, việc làm, lịch sử sinh và tình hình sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nhà ở, điều kiện sinh hoạt, việc tiếp cận dịch vụ công cộng.
Để tránh thiếu và sai sót thông tin trong quá trình thu thập, các giám sát viên cũng thường xuyên xuống cơ sở, đồng hành cùng với các điều tra viên để hướng dẫn xử lý những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện. Điều tra thực địa từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2024, thì qua cái thời gian ra quân thì tại thời điểm 1 tháng 7 năm 2024 thì chúng tôi cùng với các điều tra viên và tổ trưởng giám sát viên cũng đã xuống thực địa tại địa phương để điều tra. Thì trong quá trình điều tra thì chúng tôi luôn thường xuyên đi cùng với các điều tra viên và các trưởng bản để đến các cái tận hộ để gặp những người mà có thành thạo tiếng phổ thông và đã am hiểu về cái tình hình về dân số rồi là đời sống rồi là trình độ học vấn cũng như là nắm các cái thông tin về kinh tế xã hội của gia đình thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái chức năng là giám sát hộ và giám sát điều tra viên. Việc thu thập thông tin trong quá trình điều tra về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số là rất quan trọng. Vì thế, việc chú trọng giám sát, nhất là những ngày đầu tiên của cuộc điều tra, để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm cho điều tra viên thu thập thông tin một cách chính xác. Bởi chất lượng thông tin sẽ mang tính quyết định đến các chính sách của Đảng và Nhà nước sau này đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian vừa qua, ngành y tế tỉnh Lai Châu luôn đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Qua đó thì đã góp phần giảm tác động của HIV/AIDS đối với đời sống xã hội. Chị LTQ, xã Nậm Han, huyện Sìn Hồ, bị nhiễm HIV năm 2012. Khi biết mình mắc bệnh, tinh thần chị rất suy sụp, nhiều đêm mất ngủ do bệnh tật hành hạ. Nhưng khi được tiếp cận ARV, được các bác sĩ tư vấn tận tình, sức khỏe của chị đã dần ổn định, có thể lao động bình thường, vui hơn nữa là con của chị không bị nhiễm HIV. Khi em chưa được điều trị, cảm thấy mệt mỏi. Đã được điều trị thì em không mệt mỏi nữa. Còn đối với anh LVO, xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ, bị nhiễm HIV được khoảng 3 năm nay. Đó là hậu quả của quãng thời gian sống buông thả và tiêm trích ma túy. Ngay sau khi biết mình bị HIV/AIDS, anh đã dằn vặt và ân hận, định kết thúc đời mình. Xong được gia đình khuyên nhủ, động viên, anh đi điều trị nhiễm HIV. Sau thời gian điều trị thuốc ARV, sức khỏe tinh thần của anh đã ổn định trở lại. Khi bệnh nhân đến đây trước khi chưa điều trị, thì tình trạng bệnh nhân, có những bệnh nhân là phải dìu cơ. Nhưng khi qua thăm khám, các bác sĩ ở đây đã kê đơn điều trị ARV và một số bệnh nhiễm trùng cơ hội, thì sau khoảng một thời gian bệnh nhân ổn định, bệnh nhân làm việc bình thường. Hiện tại bệnh nhân ở đây thì có hơn 200 bệnh nhân, thì bệnh nhân bắt đầu mới vào điều trị, thì là được cấp thuốc ngoại trú một tháng một lần, tái khám trong một tháng một lần theo lịch hẹn. Được biết ARV là thuốc kháng HIV dùng để ức chế sự nhân lên của virus và duy trì nồng độ virus trong máu ở mức thấp nhất cơ thể. Người bị nhiễm HIV sẽ bị suy yếu hệ miễn dịch, do vậy nếu được điều trị bằng thuốc ARV sẽ giảm sự phá hủy tế bào do virus HIV, giảm nguy cơ mắc và tử vong do các nhiễm trùng các bệnh liên quan tới AIDS, từ đó nâng cao chất lượng sống. Đến nay, nhiều bệnh nhân bị nhiễm HIV ở khoa đã điều trị thuốc ARV đạt hiệu quả. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, số người nhiễm HIV/AIDS hiện còn sống trên địa bàn tỉnh là hơn 1.500 người. Trong đó, 1.177 người được tiếp cận điều trị thuốc kháng virus ARV. Trong những cái năm vừa qua, được sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh và của Bộ Y tế, rồi các cái vụ viện tuyến trung ương, thì cái công tác điều trị cho bệnh nhân, cho người nhiễm HIV/AIDS đã được quan tâm một cách triệt để. Để tiếp tục duy trì cái hiệu quả và tăng cái tỷ lệ người nhiễm HIV còn sống lên 90% và trên 90% trong cái giai đoạn hiện nay và giai đoạn tiếp theo đến 2030 trong cái chiến lược của chính phủ đã đề ra, thì cái việc trước tiên là người bệnh phải chủ động tham gia bảo hiểm y tế tùy từng đối tượng trong chính sách và đối tượng không được hưởng chế độ chính sách thì phải tự nguyện để mua và tham gia bảo hiểm y tế. Đây là cái nguồn tài chính bền vững giúp cho bệnh nhân
giảm bớt những khó khăn về tài chính trong cái việc tham gia điều trị, vì điều trị HIV là điều trị cả đời. Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc điều trị cho người nhiễm HIV, thì tỉnh ta còn gặp không ít những khó khăn, vì đa số bệnh nhân ở xa trung tâm huyện đã bỏ điều trị. Ngoài ra, toàn tỉnh hiện còn 337 người nhiễm HIV còn sống, chưa được điều trị, với nhiều lý do, như sợ lộ thông tin, đi làm ăn xa. Một số bệnh nhân phát hiện mới đã biết tình trạng nhiễm HIV của bản thân, nhưng chưa đồng ý điều trị. Một số người đã tham gia điều trị, nhưng giấu tình trạng bệnh của mình với người thân. Chính vì vậy, ngoài nguồn lực dự án của quốc tế hỗ trợ, hàng năm tỉnh đều bố trí ngân sách cho các hoạt động, giám sát HIV, điều trị và mua thuốc methadone. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ cho người nhiễm HIV/AIDS, giúp họ có cuộc sống ổn định, hòa nhập cộng đồng. Vào khoảng 10 giờ sáng nay ngày 8 tháng 8 tại km số 89+550, quốc lộ 12 thuộc địa phận của xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Hàng chục mét khối đá từ ta luy dương đột ngột sạt lở, đổ ập xuống quốc lộ 12. Khi xảy ra sạt lở trên quốc lộ không có người, tuy nhiên một khối đá lớn đã lăn qua đường, rơi trúng nóc máy xúc của một doanh nghiệp mỏ đá đang di chuyển tại đường nhánh phía dưới, làm công nhân lái máy xúc tử vong tại chỗ. Nạn nhân là Lù Văn Hòa, sinh năm 1988, thường trú tại tổ 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lai, tỉnh Điện Biên. Thông tin từ người đi đường có mặt tại hiện trường cho biết, khi phát hiện đá rơi, các phương tiện giao thông đang di chuyển trên quốc lộ 12 đã dừng lại ở hai đầu nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, khi đó có một máy xúc đang di chuyển trên đường nhánh và mỏ đá phía dưới. Lái máy không kịp dừng lại nên đã bị tai nạn. Ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, huyện đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo nguy hiểm hai đầu đường và báo cáo về đơn vị. Và hiện đơn vị cũng đã điều máy xúc trực gần đó đến để thông đường. Cử lực lượng công an và y tế để phong tỏa hiện trường để điều tra, xác minh, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn tiến hành các bước tiếp theo đã thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Thời gian qua, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đường đã chủ động triển khai ứng phó từ sớm, từ xa, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn huyện Tam Đường đã xảy ra nhiều vụ sạt lở. Đã xảy ra hai đợt mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại lớn về tài sản, giá trị thiệt hại ước trên 6 tỷ 660 triệu đồng. Đợt 1 từ ngày 9 tới ngày 10 tháng 6, mưa lớn làm hư hỏng, sạt lở khoảng 12 mét, kè khu tái định cư Bản Đông Bao 2, xã Bản Hòn. Giá trị thiệt hại ước khoảng 400 triệu đồng. Đợt 2, từ ngày 25 tới ngày 26 tháng 6, tổng thiệt hại ước 6 tỷ 360 triệu đồng. Điển hình như vụ sạt lở tại khu du lịch cầu kính Sông Mây, xã Sơn Bình, với tổng thiệt hại ước 6 tỷ 300 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng ban chức năng, công an các địa phương, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trực tiếp phối hợp với các cơ quan truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Kết quả, đã tổ chức 107 buổi tuyên truyền, thu hút 32.000 người tham gia, phát khoảng 2.500 tờ rơi, hơn 1.400 mũ bảo hiểm, 960 áo phao, xây dựng mới một mô hình cổng trường an toàn giao thông, xây dựng đăng tải 161 tin bài phóng sự về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung tuyên truyền các quy định mới của luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Nội dung Nghị định 100, Nghị định số 123 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Thời gian qua, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực theo định hướng đào tạo nghề của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cụ thể, đào tạo nghề gắn với tái cơ cấu ngành, đào tạo gắn với công nghệ cao, gắn với quy hoạch, sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên đối tượng đào tạo là những nông dân nòng cốt, lao động nằm trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết sản xuất với doanh nghiệp. Trong tháng 7 năm 2024, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho 2.496 lao động nông thôn, đạt hơn 31% kế hoạch. Với nhiều giải pháp đã và đang triển khai, chính là nền tảng cơ bản trong quá trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Lai Châu tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.